công tác quay phim. Và anh ơi, quay bên này nó tối lắm, không thấy gì đâu. Quay bên này tối lắm. Bên này tối nhỉ? Vào đi nào. Ui giời. Anh quay một vòng mà. Cảm tay kiểu 360 độ, kiểu như bây giờ có cái máy bay nó nhảy quay ở trên. Rồi anh em đứng dịch vào xuống tí nhá. Anh ơi, có làm cho cái này nó cao lên được không? Nhìn vài không? Có nhìn vài không? Nó đuổi ra rồi. Cái này nó có trên lên VTV không nhỉ? Có. Để đi về nhà bảo bật đi. Cái này phải sang bên kia quay nhỉ? Em bảo sang bên kia rồi, anh cũng nghe em. Không, hai anh em sang bên kia, bên kia bắn luyện ở bên này. Tên chạy sang bên đấy, đi chạy kia đây anh ơi. Sang bên kia bây giờ quay mất rồi, bây giờ trận đâu nữa. Ahí para la moto, que no, ahí para la moto.
Và anh chú thầy qua dễ quá nhỉ. À, mới được có 5 phút thôi anh, 4 phút. Giang ấy vào quẩy em ơi, đáng đổ nhỉ. Tiến ơi, đá chắc bóng lên. Biết đâu không? Mày thì có biết kia rồi. Ai biết được? Còn đây có mấy quán Việt Nam. Sao thì đá bóng được 3 lần bực nhỉ? Hả? À, chân đầu đi à, mấy tuần này là khỏi đâu. Sao đấy? Chơi nhiều quá. À, chơi đồ nhiều quá. Cuộc đời anh đéo giờ biết đụng đồ luôn. Thôn tốt nhất. Không tù. Mày nói mày cũng sợ dân tình nó cười. Cuộc đời thì chưa rồi biết kẹo ke đá đụng các kiểu luôn. Thớt thớt mà chắc chắn biết rồi. Hay lắm, hay lắm, chạy đi. Chịu. Điền. Còn đấy là bị dụ dỗ. Tuấn đụt hôm nay. Ôi ôi. Dạo này trong tay. Bảo hôm nay Tuấn đụt mà ghi bàn mà về giới thiệu người yêu cho luôn. Ôi thế cha 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 cha. Bảo bình đi rồi. Chàng đi xào quá rồi. Thế mày nghĩ là tao cần người yêu đến mức đấy cơ? Mẹ cái con em mà mày giới thiệu vào quán đi tiếng không biết một cái gì. Không làm được à? Không làm được luôn. Không phải không làm được nhưng mà mẹ tiếng nó kém quá. Bây giờ chả nhẽ đuổi rồi. Bảo là vui thì vui lắm rồi. Thì vui thì quán nó dễ nhưng mà kiểu là mẹ khách gọi các thứ đi. Không có biết đâu. Sổ cài vã vậy. Mày không. Tao đã bảo là mẹ kiếm cứng lại vào. Nó cứng rồi gì nó sao. Quán anh cả cứng. Quán anh có vào thế không? Không. Giới thiệu em. Thiệu gái thôi, không thiệu tay. Bảo em đẹp người đó. Mẹ mới sang là có mẹ mấy tháng. Mẹ dám bảo sao một năm rồi. Mẹ mới sang năm rồi. Vãi cả lì một năm. Nó bảo sao tháng 10 năm ngoái. Một năm cắt được. Tháng 7 chứ. Không có, không sao.
Thật to cho bà ấy giơ móng lên ơi, thật to đó. Bóng ra cái. Bóng nhá, bóng nhá. Gió kinh vật vào đá. Mười phút rồi anh em ơi. Tay,
anh thôi. Sau đi vịt tả không phải đi vịt đi vịt tiền tả để cho quá phải quá bao nhiêu phút rồi 17-18 phút 20 hiệp 20 không ấy mấy phút nữa 18 phút nhưng mà trừ đi 2 phút lúc ấy nữa chào các kiểu còn 4 phút nữa. Có động viên đứng lùi lại đi. Nơi nào khéo quyền đấy. Em xin lỗi. Lỗi đi, mấy thằng này kia xin lỗi cũng vài cục viên cho vài cục viên ta lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp thế. Ngại thấp thì nào xanh ấy đi. Ôi, ôi, anh thấy chưa? Anh ơi, gần ngang chết luôn ơi. Tối nay về trong 10 cốc bia. Uống nước em ơi, uống nước phải thở xanh.